hoặc không ăn gì, hoặc thường ngủ say. Bồ Tát Thị Hiện đủ loại khổ hạnh như vậy hơn 6 năm trường mà không thiếu khuyết buông bỏ tí nào. Nhưng thật ra, Bồ Tát không có hành khổ hạnh ấy. Với những hữu tình đáng độ, tự thấy có Bồ Tát hành khổ hạnh như vậy, có 60 triệu các chúng trời người do thấy việc này mà an trụ nơi tam thừa. Lại có trời người đời trước đã trồng thiện căn tín lực thâm sâu ưa thích đại thừa, nên khi thấy đài bày báu của Bồ Tát ngồi thì thân tâm bất động, nét mặt tươi vui mỉm cười nhập vào đẳng trì tối thắng. Trải qua 6 năm Bồ Tát mới từ định khởi xuất, có các trời người ưa thích đại thừa muốn nghe pháp ấy thì thấy Bồ Tát đoan tọa thuyết pháp. Trải qua hơn 6 năm, Đại Đức nên biết bằng phương tiện thiện xảo như vậy, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chế phục thiên ma ngoại đạo, đại bi hóa độ hết thảy hữu tình. Đã trải qua 6 năm, từ định khởi xuất, Bồ Tát tùy thuận thế pháp, đến sông Vô Cấu tẩy rửa. Sau khi tắm rửa xong, Bồ Tát lên đứng trên bờ, tại đây có một người nữ chăn bò lấy sữa của 100 con bò hòa chung cho một con bò uống. Sau đó, nàng ta lấy sữa của con bò này nấu thành cháo sữa dâng cho Bồ Tát. Lại có 6 ức trời rồng dược xoa kiền đạt phược đều đem đủ loại hương thơm đồ ăn thức uống mỹ vị đến dâng cho Bồ Tát, thưa rằng: Thưa đại sĩ, thưa chánh sĩ, cúi xin ngài thọ nhận đồ ăn thức uống của con cúng dường. Bồ Tát thương họ mà thọ nhận tất cả. Khi ấy, nàng Mục Đồng và các trời rồng kiền đạt phược ai cũng thấy Bồ Tát chỉ nhận đồ cúng của mình. Lúc đó có vô lượng các trời người do thấy Bồ Tát nhận đồ cúng mà được ngộ đạo, cho nên Bồ Tát vì họ mà thị hiện việc ấy. Thật ra lúc bấy giờ Bồ Tát không có tắm rửa, cũng không có thọ nhận của trời người cúng dường. Đại Đức nên biết Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, bằng phương tiện thiện xảo thị hiện đi đến tòa Bồ Đề. Khi ấy trời địa cư tên là Diệu Địa, cùng với các thiên thần quét dọn trang hoàng dưới nước hương giải hoa thơm vi diệu khắp cả khu vực ấy. Khắp 3000 đại thiên thế giới ấy, tứ đại thiên vương thống lãnh chúng trời của mình, tuôn mưa hoa vi diệu, cúng dường Bồ Tát. Thiên chủ Đế Thích phân các thiên vương thống lãnh chúng trời của mình, trụ giữa hư không tấu âm nhạc trời tán thán Bồ Tát. Thiên vương Hỷ Túc thống lãnh chúng trời của mình, đem lưới bảy báu phủ khắp cả thế giới. Bốn góc lưới ấy được treo các linh vàng tím và phun mưa các báu cúng dường Bồ Tát. Thiên vương Thiện Hóa thống lãnh chúng trời của mình, dùng lưới vàng tím giăng khắp cả thế giới, đánh các loại nhạc trời, làm các loại mưa hoa cúng dường Bồ Tát. Thiên vương Tự Tại thống lãnh chúng trời của mình, như các rồng dược xoa kiện đạt phược, đem đủ các loại phẩm vật thượng diệu cúng dường Bồ Tát. Đại Phạm Thiên vương chủ thế giới Kham Nhẫn thấy Bồ Tát đến tòa Bồ Đề, liền bảo tất cả chúng Phạm Thiên rằng: Các ông nên biết, nay Bồ Tát này giáp trụ kiên cố, tự trang nghiêm mình, chẳng trái với thệ nguyện xưa, tâm không biếng nhác. Các hạnh Bồ Tát đều đã đầy đủ viên mãn, thông đạt vô lượng pháp hóa độ hữu tình, đều được tự tại nơi các địa Bồ Tát. Tâm ngài thanh tịnh, khéo biết hết thảy căn tánh khác nhau của các hữu tình, thông đạt tạng bí mật sâu xa của Như Lai, giác ngộ siêu tuyệt tất cả sự nghiệp của ma, tập hợp các thiện căn, chẳng dựa vào ngoại duyên, được hết thảy các đức Như Lai hộ niệm, rộng vì hàm thức mà khai mở môn giải thoát, là đại tướng đạo sư đánh tan quân ma dũng mãnh độc nhất trong đại thiên giới, là đại y vương khéo cho thuốc pháp. Ngài từ bỏ sự quán đảnh, nhận ngôi vị pháp vương, phóng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp các cõi, tám pháp chẳng nhiễm thí, như hoa sen thông đạt trọn vẹn các môn tổng trì sâu xa khó lường, giống như biển lớn an định bất động như núi diệu cao, trí tuệ thanh tịnh không chút cấu nhiễm, trong ngoài tinh khiết như châu mạc ni, với các pháp tướng đều được tự tại, phạm hạnh thanh bạch đạt đến tuyệt đối. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, bằng phương tiện thiện xảo vì độ hữu tình mà đến tòa Bồ Đề, trải tòa ngồi kiết giả, hàng phục ma oán, thành tựu vô lượng vô biên công đức của chư Phật, như 10 lực, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt và 18 pháp Phật bất cộng, truyền đại pháp luân giống tiếng sư tử, dùng pháp thí cho khắp tất cả hữu tình được đầy đủ như sở thích của họ, làm cho các hữu tình đều được pháp nhãn thanh tịnh, hàng phục ngoại đạo bằng pháp vô thượng. Vì muốn nêu bày sự thành tựu bổn nguyện của chư Phật nên đối với các pháp ngài đều được tự tại, các ông nên đến cúng dường Bồ Tát.
Đại đức nên biết Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, bằng phương tiện thiện xảo thị hiện đi đến tòa Bồ Đề. Khi ấy tướng bức luân ở dưới hai bàn chân đều phóng ra vô lượng ánh sáng vi diệu, chiếu khắp các cõi địa ngục bằng xanh ngạ quỷ. Hữu tình trong các cõi này thấy ánh sáng đó đều lìa khổ, thân tâm an lạc. Cũng lúc ấy, trong cung rồng, Đại Long Vương tên Ca Lý Ca thấy ánh hào quang kia vô cùng vui mừng phấn khởi, liền bảo các rồng: ánh sáng vi diệu này chiếu đến chỗ chúng ta, làm cho thân tâm chúng ta an lạc. Xưa kia khi ta thấy ánh sáng này, thời có Đức Như Lai xuất hiện ở thế gian, nay lại thấy ánh sáng vi diệu này, nhất định ta biết thế gian có Đức Phật xuất hiện. Các ông nên chuẩn bị các loại hương hoa, chân bảo, cờ phướn, lộng hoa thủ diệu và các loại âm nhạc để đến cúng dường ngài. Tức thời Long Vương dẫn các quyến thuộc đem đủ các đồ cúng, cưỡi trên các đám mây lớn rải xuống loại mưa hương, rồi đến chỗ Bồ Tát tấu các loại nhạc, bày các đồ cúng dường, đi nhiễu bên phải Bồ Tát, tán thán rằng: ánh sáng vi diệu khiến cho tất cả an lạc, quyết định Phật tối thắng xuất hiện không nghi. Đủ loại chân bảo trang nghiêm đại địa, tất cả cỏ cây đều biến thành cây báu, các dòng sông đều lặng yên không một gợn sóng. Do đây nhất định biết được Phật xuất hiện ở thế gian, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, phạm thiên, đế thích đều không thể chiếu đến cõi ác, nhưng ánh sáng của Phật thì chiếu suốt không nghi. Thí như có người thất lạc cha mẹ, năm tháng trôi qua, người ấy lớn dần, bỗng gặp lại cha mẹ mình, vô cùng vui mừng, phấn khởi, không sao kiềm chế được. Tất cả thế gian thấy Phật xuất hiện, đều cùng vui mừng, cũng lại như vậy. Trong quá khứ chúng ta đã từng cúng dường chư Phật, nên nay mới được gặp Đấng Pháp Vương, thầy của trời người, chúng ta sanh ra thật là không uổng. Đại đức nên biết Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, bằng phương tiện thiện xảo ở dưới gốc cây Bồ Đề nhận tòa ngồi, bằng thảm cỏ nhiễu phải bảy vòng chánh niệm ngồi ngay. Các hữu tình hạ liệt thì thấy tướng như vậy, nhưng các Bồ Tát thì thấy có 84.000 thiên tử, mỗi vị đều trải một tòa sư tử lớn. Các tòa sư tử này được làm bằng các báu, lưới bảy báu bao phủ trên ấy. Tại bốn góc tòa đều treo linh vàng vi diệu, cờ phướn kim tuyến lọng báu giăng đầy khắp nơi. Bồ Tát biến hình an tọa trên 84.000 tòa sư tử này, nhưng các thiên tử đều không thấy như vậy, nên cho rằng Bồ Tát chỉ ngồi trên tòa của ta mà chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì nhân duyên đây nên họ rất vui mừng, đối với vô thượng Bồ Đề đều được bất thối chuyển. Đại đức nên biết, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, bằng phương tiện thiện xảo phóng ánh sáng lớn giữa đôi chân mày chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Các cung điện ma đều mất ánh sáng, khi ấy các ma vương đều nghĩ, vì nhân duyên gì mà có ánh sáng đây che phủ cả cung điện uy quang của chúng ta, trừ phi Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề sắp chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nghĩ vậy họ cùng quan sát, thấy Bồ Tát ngồi trên tòa kim cương dưới cội Bồ Đề. Thấy vậy ma liền kinh sợ, triệu tập ma quân vô lượng trăm ngàn đủ loại hình dạng, dẫn nhiều kỹ nữ, đem cờ phướn phát ra các loại âm thanh, làm cho các lỗ chân lông của người nghe đều chảy máu. Bấy giờ Bồ Tát dùng lực đại bi khiến cho chúng ma quân không thể phát ra âm thanh, cho nên gọi là Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Đại đức nên biết, Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, nhớ nghĩ vô lượng ức kiếp quá khứ, đã tinh tấn tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, từ bi hỷ xả, niệm trụ chánh đoạn, thần túc, căn lực, giác chi, đạo chi, tịch chỉ, diệu quán, tam minh, tám giải đều được viên mãn. Sau khi nhớ nghĩ xong, ngài liền đưa cánh tay kim sắc xoa đảnh đầu mình cho đến khắp toàn thân, rồi nói như vậy: ta muốn cứu vớt các khổ của hữu tình mà khởi tâm đại bi. Khi ấy các ma vương và quyến thuộc của ma nghe Bồ Tát nói như vậy đều kinh sợ ngã lăn xuống đất. Bồ Tát